Đây là nói một vài đặc điểm của Kinh Hoa Nghiêm cho tất cả người học thấy mà biết cái giá trị. Bởi vì cái đặc điểm của Kinh Hoa Nghiêm là căn cứ vào Phật Pháp Thân. Mà căn cứ vào Phật Pháp Thân cho nên cái thân Phật không có giới hạn. Mà thân Phật không giới hạn thì tất cả cái hạnh của Phật, hay là ngôn ngữ của Phật, hay là cảnh giới của Phật vân vân, đều không giới hạn, phải không? Đó. Mà đã không giới hạn thì không thể diễn tả được. Bởi vì cái gì có giới hạn mới diễn tả có chừng mực, còn này không giới hạn thì làm sao diễn tả được. Cho nên không thể diễn tả, không thể nói hết được. Cho nên ở đây luôn luôn nói rằng nói thì nói chứ không thể hết được. Đó, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là y cứ nơi Pháp Thân Phật. Mà Pháp Thân là cái thể trùm khắp. Mà nếu cái thể trùm khắp không có tướng thì đâu có lợi cho chúng sinh được, phải không? Cho nên từ cái thể trùm khắp vô tướng đó mà Bồ Tát mới thị hiện trăm ngàn thân, hay là trăm ngàn muôn ức thân để làm lễ cho chúng sinh. Như vậy thì từ cái không tướng mà hiện tướng, giống như chỗ khác nói chân không mà diệu hữu. Cái thể Pháp Thân là trùm khắp không tướng cho nên gọi là chân không. Nhưng mà vì cái lợi ích chúng sinh, Bồ Tát thị hiện vô lượng thân để giáo hóa chúng sinh, cho nên nó là diệu hữu. Đó. Chứ mình nhiều khi mình hiểu lầm cái chữ diệu hữu là thể nó chân không, rồi do nghiệp chúng sinh mà nó, hay là duyên khởi mà có đủ thứ, thì đó là diệu hữu. Nhưng mà diệu hữu đó nó không phải là diệu hữu mà không phải diệu, nhớ vậy đó, phải không? Chữ hữu đây là hữu trong cái diệu, mà diệu là gì? Tức là cái mầu nhiệm từ cái thể thanh tịnh mà có khởi ra muôn hạnh lợi ích chúng sinh, thì cái đó mới gọi là diệu hữu. Muôn hạnh muôn thân mà lợi ích chúng sinh, đó là cái đặc điểm thứ hai. Còn cái đặc điểm thứ ba nữa, như nãy giờ chúng ta học thì Kinh Hoa Nghiêm đặt cái từ bi làm cái nền tảng ban đầu, phải không? Do từ bi mà mới có Bồ Tát hạnh, tức là có Bồ Đề, rồi từ Bồ Đề mới thành Phật quả, phải không? Thì như vậy cái từ bi là cái cội nguồn ban đầu. Như vậy thì cái cội nguồn ban đầu là cái tâm thương tất cả chúng sinh, trải khắp tất cả chúng sinh. Đó là cái nền tảng của người tu để đạt thành Phật quả. Như vậy thì nếu không có cái nền tảng đó thì không thể thành Phật quả. Cho nên ai tu mà ích kỷ thì sao? Thành Phật được không? Mà không thành Phật thì thành gì? Đó. Thành ra tu là phải lấy cái lòng từ bi làm cái gốc, đó, cái ban đầu. Mà nếu lòng từ bi, bây giờ chúng ta nghĩ tại sao chúng ta đi tu? Đó là đặt cái câu hỏi. Tại sao chúng ta đi tu? Là vì sợ thế gian truyền phước khổ não quá cho mình chạy đi tu, phải không? Thì đi tu đó có từ bi không? Đi tu đó hơi thuộc về hơi nhát rồi, phải không? Hơi nhát rồi. Chứ còn đứng ra hỏi tại sao đi tu thì chính Đức Phật Ngài hồi còn làm thái tử đi tu cũng vậy. Tất cả chúng sinh đương bị sinh già bệnh chết mà không ai tìm ra lối thoát, không tìm ra cái cách gì để mà thoát khỏi sinh già bệnh chết, cho nên Ngài nguyện tìm cho ra cái lối thoát để cứu độ chúng sinh. Thì đó là từ bi. Đó. Chứ bây giờ mình chưa có từ bi thì phải cũng hơi rộng rộng chút, chưa có đại từ bi thì cũng tiểu từ bi.
Tiểu từ bi là sao? Thôi gì, thấy cha mình già rồi chết, thấy mẹ mình già rồi chết, thấy ai nó già, thân quyến mình già chết, rồi ráng mình tu nữa, mình độ thân quyến mình, thì cũng từ bi, mà từ bi nhỏ, tiểu từ bi thôi, phải không? Chứ đừng cái gì mình, bởi vì mình thì nó dễ, đâm ra nhiều cái chướng lắm. Tại sao chướng? Nếu mình vì mình muốn cho khỏi cái bận rộn, khỏi sự trói buộc cái thế gian, mình đi tu, mình vô chùa bài mình làm việc này, bài làm việc kia, bài làm việc nọ, bận rộn không? Trói buộc không? Rồi mình cứ ưng làm không? Rồi vô bị làm nữa, nó thôi ở nhà tôi bận rộn, vô đây bận rộn nữa, tu chí, phải không? Thì như vậy mình cảm thấy chướng. Còn nếu mà mình nghĩ mình đi tu với cái lòng từ bi, thì đã với lòng từ bi thương người, giúp người, thì khi mà mình vào tu, mình hưởng được cái pháp vị của Phật một phần, hai phần, thì ai chưa có đó, mình chia sớt cho họ. Thì bằng cách này, phương tiện kia, làm sao để mình chia cái pháp vị cho họ, thì đó là lòng từ bi. Mà đã chia pháp vị cho họ, tức là phải gần gũi họ, phải giúp đỡ họ, phải có những cái chuyện qua lại với họ. Thì như vậy mình có sợ cái chướng ngại không? Thì như vậy mới thấy, vì lòng từ bi dầu nhỏ mà đi tu cũng không có chướng. Còn nếu mà mình vì cái ích kỷ mà đi tu thì ở thế gian bực bội rồi, thấy chuyện này chuyện kia trong gia đình xào xáo, hoặc là bị lúng túng cái gì cái gì, mình giải quyết được cái buồn qua thì vô chùa tu, tu để cho giải được những cái đó. Nó vô chùa cái bài ra chuyện này chuyện kia thấy lúng túng nữa, cái mình muốn sao? Muốn chạy lên núi ở mình thôi, ngồi trong hang cho rồi. Như vậy thì mình đi trốn mà đi tu, trốn cái khó khăn, cái bức bách của cái con người mà mình đi tu, chứ không phải vì lòng từ bi mà đi tu, phải không? Hiểu như vậy thì mới thấy cái giá trị của kinh Quan Nghiêm là đặt ngay cái nền tảng là lòng từ bi. Mà có lòng từ bi thì tức là có tâm bình đẳng, mà có tâm bình đẳng thì có lợi ích cho tất cả chúng sinh, mình mới giúp được phiền não. Thì bây giờ nói, nếu ai mà có cái tình thương, thương hết tất cả mọi người ở trong chúng, thì mình sống trong chúng mà mình thương tất cả, thì mình có chướng không? Có thấy chướng không? Còn nếu sống trong chúng mà mình có ghét chừng vài ba chục người, có chướng không? Đi đằng này chú này dễ ghét quá, thấy cái gầm nó mặt xuống, đi đằng kia thấy chú kia cái khó mặt xuống, thì chướng rồi, phải không? Mà chướng rồi thì tới ngồi thiền sao? Ngồi thiền lát nhớ hồi chiều ấy, cái người đó nói câu đó là muốn móc mình đó. Rồi cái cô kia nói, cái huynh kia nói câu đó là khinh mình đó. Dần dần thì cứ mấy cái đó trồi lên hụt xuống, trồi lên hụt xuống, và đuổi không đi, phải không? Thì đó, nó chướng ngay trong cái sống, rồi nó chướng ngay trong cái tu. Mà nếu mình có cái tâm bình đẳng thương tất cả mọi người, ai cũng như ai, thì có gì chướng đâu, phải không? Như vậy thì cái chướng là từ đâu mà ra? Từ cái thiếu từ bi, phải không? Thiếu từ bi. Mà thiếu từ bi mà không phải ai nấy không có tình thương, mà tình thương nó là ái kiến. Ái kiến tức là cái thương chấp chặt đó. Người nào hợp ý thì thương chấp chặt người đó của mình. Thì cái thương đó thuộc về cái thương của ái kiến. Có thương, thường thường tôi nói tình thương là từ bi, nhưng mà tình thương đó không phải từ bi, bởi vì nó chấp chặt của mình. Cho nên cái người mình thương đó mà họ lại có vẻ hơi thân thân với người nào khác ấy, thì mình sao? Mình bực bội, mình phiền não, mình đủ thứ hết. Thì cái đó từ bi chỗ nào, phải không? Chứ lẽ ra mình từ bi, mình thương tất cả thì ai đó mình cũng được mình thương rồi, hoặc người đó thương tất cả người khác nữa, mình mừng nữa, phải không? Còn nếu mình thương mà bắt người ta thương mình không, không được thương người khác, thì từ bi chỗ nào, phải không? Vì vậy cho nên rồi phải tập cái tâm từ bi để mà mình trải cái lòng mình ra, đừng có mắc kẹt ở một chỗ hai chỗ, mà phải rộng khắp. Thì cái đó là cái nhân tốt để mình tiến lên cái quả bồ đề. Chứ nếu mà cái nhân đó không có
không tốt thì tiến quả Bồ Đề không nổi, nó bị ngăn trở tiếp không được, có phải vậy không? Cái gì là phải thì cái đó phải hành, phải không? Nếu chúng ta là người học đạo, thấy cái hay thì cái đó là cái mình phải nhớ ở trong lòng, rồi phải ứng dụng ra hành động của mình, thì như vậy đó mới gọi là tu. Còn nghe nó hay mà rồi nghe rồi lời Phật dạy là dạy, còn việc làm của mình là làm, thì nó không có lợi ích gì hết, phải không? Đó là cái điều mà đây nói cho thấy rõ rằng chúng ta tu cái yếu tố hay cái trọng tâm ban đầu là từ bi. Đó, nhớ như vậy là từ bi. Mà đã là từ bi thì tâm mình nó dễ bình đẳng với mọi người. Mà bình đẳng với mọi người thì ít có phiền não. Thương người nào cũng như người nào thì khổ cùng khổ, vui cùng vui, có gì đâu phiền não. Còn thương là thương nhóm này không thương nhóm kia, thì nhóm này vui thì mình vui, nhóm mình ghét mà không vui thì mình bực, phải không? Thì như vậy thì tất nhiên luôn luôn là mình bị phiền não nó gây cấn ở trong đó. Cho nên thấy được cái đó đó mới biết tại sao Phật ở đây đặt trọng tâm cái từ bi đó, cái trong sự tu. Thường thường mình nói đi tu là phải làm sao cầu thành Phật, nhưng mà nói cầu thành Phật thì nói cái đó nó hơi hão huyền, nó hơi xa xôi, phải không? Thiếu cái căn bản. Bây giờ cái căn bản nó là từ bi, vì từ bi mà đi tu, vì lòng từ bi mà đi tu. Bởi lòng từ bi đi tu cho nên mới làm lợi ích cho tất cả, mà làm lợi ích cho tất cả thì mới đủ hạnh Bồ Tát, mà đủ hạnh Bồ Tát mới thành Phật, phải không? Thì nó rõ ràng là như vậy. Thì đó là cái đặc điểm của Kinh Hoa Nghiêm, nghĩa là cho mình thấy. Chứ các kinh khác thì cũng nói đủ đủ hết, nhưng mà không đặt cái nền tảng gốc. Đây đặt cái nền tảng gốc cho mình thấy. Đó là cái điểm thứ mấy rồi. Còn cái điểm thứ tư nữa là Kinh Hoa Nghiêm nói thẳng thừng, không giấu giếm, rằng tất cả chúng ta đều có ông Phật, phải không? Nói thẳng thừng không giấu giếm. Mà nói đó ở đoạn nào? Trong bài, trong phẩm mà Như Lai xuất hiện đó, phải không? Nghe đoạn sau nói rất rõ, một hạt bụi này có quyển kinh lớn thì trăm ngàn hạt bụi khác cũng có quyển kinh. Thì như vậy nói thẳng cho mình thấy. Rồi nói lạ thay, tất cả chúng sinh đều có Như Lai, trí huệ Như Lai, mà tại sao không hay không biết đó? Thì đó là nói thẳng cho mình thấy rằng ai cũng có cái trí huệ Phật, ai cũng có khả năng thành Phật. Thì như vậy Kinh Hoa Nghiêm để chỉ tất cả chúng ta đều có Phật tánh đồng đẳng không khác, phải không? Đồng đẳng không khác. Mà đã có Phật tánh đồng đẳng không khác thì khi độ chúng sinh mình sẽ không ngán. Tại sao không ngán? Bởi vì họ có cái đó rồi, mà tại họ quên, chỉ cần nhắc họ, họ nhớ cái họ phát huy ra được. Chứ còn nếu họ không có cái đó mà mình gây dựng cho họ có là khó đó. Ví dụ bây giờ người đó trong nhà họ có được ông bà cha mẹ chôn một hũ vàng, mình biết mà người đó không biết, thì giờ mình thương người đó, mình giúp cho người đó, muốn giúp cho người đó giàu khá, thì mình chịu khó lại giải thích cho họ biết ở đây ba ông hay là má ông chôn hũ vàng chỗ nào cách mặt đất xuống mấy thước gì gì đó, mình chỉ cho họ rồi hướng dẫn họ đào. Thì họ đào cái họ lấy lên hũ vàng, thì mình biết họ có hũ vàng, vậy mình khuyến khích chỉ họ hướng dẫn họ đào, mình có ngán không? Còn cái người mà tay trắng không có gì hết, mà không có được ai để của dành gì hết, mà bây giờ mình muốn làm cho họ giàu, giúp cho họ giàu dễ hơn không? Không biết làm sao giúp cho nổi, họ tay trắng mà bây giờ muốn giúp họ giàu là chuyện hết sức khó, phải không? Còn cái này họ có sẵn của rồi mà họ quên, thì chỉ họ khơi dậy cái là được, thì cái chuyện đó đâu phải là khó. Như vậy đội chúng sanh có ngán không? Nếu xét lẽ đó thì đội chúng sanh đâu có ngán, phải không? Họ có sẵn mà đâu phải họ không có. Mình tưởng như họ không có thì nói à chúng sinh gì họ không có gì hết, bây giờ gầy dựng cho họ có, biết đời nào họ có. Cái này họ đã có sẵn rồi, chỉ chịu khó
khéo giải thích cho họ hiểu và chỉ cách họ bới lên họ lấy, phải không? Thì như vậy có khó đâu. À, như vậy thì từ cái tâm bình đẳng, từ bi đi tới bình đẳng, rồi từ cái chỗ biết mình có cái tánh giác và mọi người có tánh giác, cho nên Bồ Tát giáo hóa không có ngán, phải không? Còn nếu không biết cái đó thì thật là ngán. Thấy sao lại gần ai cũng, người nào cũng sân si đầy bụng hết trơn, người ngán quá, biết chừng nào dẹp cho hết. À, còn bây giờ mình biết tuy có sân si vậy mà trong đó có ông Phật, không có sao. Nếu mà bây giờ họ quên, mai mốt mình nhắc cho họ nhớ cái ông Phật có hiện. Đó, đó là cái đặc điểm mà Kinh Vô Nghiêm chỉ cho mình thấy, nên mình ráng là thực hành cái hạnh Bồ Tát được. Rồi cái mà thường thường người ta hay nói ở Kinh Vô Nghiêm mà mấy phẩm mình học đây nó không gặp, là nói cái lý trùng trùng duyên khởi của Kinh Vô Nghiêm. Trùng trùng duyên khởi là sao? Tức là Kinh Vô Nghiêm nói sự vật giữa này nó liên hệ, liên đới nhau, từng lớp không cùng tận. Nó không có cái điểm số 1 là đầu, cái điểm số 10 là cuối, mà nó luôn luôn tiếp tục, nó không cùng tận. Bởi không cùng tận cho nên là một dòng liên hệ, liên đới nhau. Mình và mọi người đều có sự liên hệ hết. Bởi có liên hệ hết cho nên mình không có quyền thành Phật một mình. Tại sao vậy? Bởi vì người ta chưa thành Phật mà mình thành Phật thì cũng không thành được, vì mình với mọi người liên đới. Đó, bây giờ nói ví dụ, giờ ở trong chúng đây 100 người, 100 người thì cái quyền sống của 100 người đây nó là cái quyền chia sớt với nhau, phải không? Liên hệ. Thì bây giờ đây làm cái gì đó được, hơi nói thí dụ đi, thí dụ cụ thể chút. Thí dụ như có những cái vị làm ở dưới cái tại tỉnh đường, cái có người nào đó họ giàu mà họ bị bệnh trị không hết, ở tới đây cái sau cái người nào đó trị giùm cho họ hết, hết cả đem cái một số tiền 5 triệu 10 triệu họ thưởng, thì 5 triệu 10 triệu đó cái người đó có quyền hưởng hay là phải chia sớt trong chùa? Nếu được 5 triệu 10 triệu đó thì tức là phải cúng cho chùa, rồi quýnh đệ cũng nhớ hưởng. Chứ đâu có quyền hưởng mà hưởng như vậy thì coi sao cho được, phải không? Thì cúng như vậy, mình biết cái sự liên đới giữa mình với chúng sinh lớp lớp nó không rời. Mà không rời thì mình tu mà sớm thành Phật rồi cũng phải lao lại mà đổ họ chứ. Mình đâu có quyền ngồi mình trên bàn Phật, phải không? Mình phải trở lại, mình giáo hóa cho họ, vì tất cả không có tách rời nhau được. Thì như vậy cho nên cái ý nghĩa đó làm cho chúng ta thêm cái mạnh, là một chúng sinh còn khổ là mình còn liên hệ đó. Bây giờ giả sử như trong cái thiền viện mình mà có người nào đó họ gặp cảnh hết sức là bi đát, họ buồn khổ, họ khóc lên khóc xuống, thì mình có xót xa chung với họ không, phải không? Thì như vậy thì người ta khổ thì mình không trọn vui. Vì vậy cho nên muốn trọn vui thì đừng làm để cho ai khổ, làm sao cho mọi người hết khổ. Đó là cái tâm đại bi Bồ Tát. Như vậy thì đó là những cái đặc điểm mà Kinh Hoa Nghiêm nếu mà hiểu thì mới thấy cái giá trị của nó, cái hay của nó là chỗ đó. Bởi những cái yếu tố đó cho nên mới đưa đẩy chúng ta phát cái tâm mạnh mẽ, rộng lớn, không có giới hạn. Chứ còn nếu không nắm vững những yếu tố đó thì mình sẽ tu với cái tâm ích kỷ hẹp hòi. Mà tâm ích kỷ hẹp hòi tu riết phiền não quá, càng tu càng thấy nhiều phiền não, phải không? Người ta nói tu hết phiền não mà sao tu lâu rồi phiền não nhiều nữa. Tại sao nhiều? Tại vì mình chấp. Tu trong cái là tôi tu là để cho tôi rảnh, đừng có bệnh làm phiền tôi. Cái thì người ta có gì nhờ cái đó là cái sanh phiền não. Nói tôi tu là để cho tâm trí tôi nó nhẹ nhàng, thảnh thơi hay là sáng suốt. Mà giờ bắt làm cái này làm kia phải suy tính buồn đầu buồn cổ, tu sao được, này kia cái rồi mình đâm ra mình bực bội, phải không? Cho nên mình tu làm gì tất cả chúng sinh, mà vì tất cả chúng sinh thì chúng sinh được làm mình được. Bởi vậy nên nói là Bồ đề thuộc về chúng sinh, cái câu đó quá hay. Bồ đề thuộc về chúng sinh, phải không? Nhớ câu đó thì tụi con sẽ thấy làm thực sự công trang. Nhớ thuộc lòng dùng câu đó đi.
Bồ đề thuộc về chúng sinh chứ không phải thuộc về Phật. Thì như vậy là phần giảng kinh Quang Yên tới đây xong. Thì buổi nay là buổi chấm dứt, phải không? À, chấm dứt là hoàn tất kinh Quang Yên, phải không? Hay là chấm dứt cái gì nữa? À, nó vừa là hoàn tất kinh Quang Yên mà vừa là hoàn tất cái trách nhiệm giảng kinh cho tăng ni. Thì như vậy thì từ đây về sau thầy hết cái nghề giảng kinh. Ngang đây là hết cái nghề giảng kinh rồi. À, chỉ có, nếu có thì một năm hoặc hơn, tối thiểu là một năm, có những buổi tham vấn nói chuyện vậy thôi, chứ còn hết cái nghề giảng kinh. Ngang đây là dứt. Thì tất cả nghe, nhớ, ứng dụng tu thì cái đó là cái hay nhất, chứ còn bắt giảng hoài cũng thế thôi. Thấy không? Thôi ngang đây nghỉ. Nguyện vì thử công